Đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi Ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, mặc dù đất nước chúng ta đã rời xa chiến tranh được một thời gian khá lâu, hòa bình lập lại và Việt Nam trở thành một trong những quốc gia an toàn, ổn định chính trị bậc nhất thế giới. Nhưng trong thâm tâm của những người Việt yêu nước và có nhận thức sâu sắc về thời thế, thì đâu đó trên Biển Đông, xung đột của chúng ta với các nước khác và đặc biệt là Trung Quốc vẫn đang diễn ra hàng ngày xung quanh vấn đề chủ quyền biển đảo. Nhiều người lo sợ rằng khi mà Trung Quốc ngày càng giàu mạnh lên thì sẽ đi kèm với thái độ hùng hăng hơn, và viễn cảnh chúng dùng chiến thuật vùng xám để chiếm trọn Biển Đông của Việt Nam sẽ trở thành sự thật. Trong thời gian qua, cụm từ vùng xám, Gray Zone xuất hiện nhiều trong các phân tích của giới chuyên gia về Biển Đông. Những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông được chỉ đích danh là có chủ đích rõ ràng nhằm kiểm soát phần lớn diện tích Biển Đông. Chiến thuật vùng xám được định nghĩa là hành động gây căng thẳng nhưng dưới mức chiến tranh, không tạo cớ cho xung đột xảy ra, để các nước khác không có cớ can thiệp quân sự chính thức. Dưới chiến thuật này, các nước có thể dùng lực lượng quân sự núp bóng các lực lượng dân sự hoạt động. Ngoài ra còn có kết hợp với một số chiến thuật khác như chiến tranh tâm lý, pháp lý, tuyên truyền, nhằm biến một vùng từ không tranh chấp thành tranh chấp. Từ định nghĩa trên, nếu soi chiếu vào thực tế căng thẳng cùng những hành động ngang ngược trên Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian vừa qua, có thể thấy chiến lược vùng xám liên tục được Bắc Kinh áp dụng và điều chỉnh qua từng giai đoạn. Đầu tiên là chiến lược hoán cải, quân sự hóa các tàu dân sự, tàu cá. Hiện Trung Quốc có một lực lượng đông đảo các tàu hải giám, tàu ngư chính hiện đại. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy có những thời điểm có tới từ 200 đến 300 tàu cá Trung Quốc xung quanh bãi đá Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là những lực lượng hùng hăng nhất trong việc ngăn cản tàu của quốc gia khác hoạt động hợp pháp trên vùng biển của mình. Nguy hiểm hơn, những tàu này còn có khả năng tấn công, chiếm ưu thế trong tranh chấp trên biển, có thể tiếp cận những khu vực tàu hải quân Trung Quốc không được phép đến, thực hiện những nhiệm vụ mà tàu hải quân không thể thực hiện được trên lãnh hải của nước khác. Các tàu này thậm chí được trang bị pháo 30mm, 76mm, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng cũng tự biến thành một loại vũ khí bằng hành động đâm, va và chạy cắt ngang các tàu nước ngoài ở khoảng cách gần. Âm mưu thâm độc này đang gây quan ngại cho các nước trong khu vực. Đương nhiên, theo lý giải của Bắc Kinh thì những vụ đâm tàu trên Biển Đông là các tai nạn hàng hải thông thường giữa những tàu cá với nhau. Nhưng việc đặt lực lượng dân quân biển trong bóng tối, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu quốc tế, dù Bắc Kinh có thể lặp lại các hành động đâm va và quấy rối các tàu nước ngoài mà họ cho là đang hoạt động trong đường chín đoạn, nuốt trọn hơn 80% diện tích Biển Đông do họ tự vẽ ra. Những diện tích mà Trung Quốc đòi chủ quyền theo yêu sách này và sau này họ gọi là học thuyết tứ xa, ăn sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền các bên liên quan khác, trong đó có những khu vực biển hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam cũng như một số nước liên quan ở Biển Đông. Về điều này, có thể lấy ví dụ cụ thể vào năm 2014, khi Trung Quốc đặt giàn khoan dầu biển sâu Hải Dương 981 trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam, hay Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm phạm sâu vào vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam ở khu vực Bãi Tư Chính và kéo dài tới hơn 3 tháng, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 10 năm 2019. Trung Quốc sử dụng lực lượng dưới mức quân đội, một lực lượng bờ biển, chỉ huy dân quân để cưỡng bức và ngăn chặn việc khoan dầu, quấy rối ngư dân. Toàn bộ chiến thuật này được xây dựng xung quanh ý tưởng không sử dụng lực lượng quân sự. Thứ hai, các căn cứ quân sự mới phi pháp do Trung Quốc lập ra ở Biển Đông nhằm tăng cường năng lực kiểm soát thực tế của Bắc Kinh. Cuối cùng, mặt trận thông tin đóng vai trò quan trọng. Đây cũng là một phần của chiến lược vùng xám khi mà Trung Quốc cố gắng tung ra những bằng chứng lịch sử có lợi cho họ. Cử học giả ra nước ngoài để bảo vệ quan điểm chủ quyền hay tăng cường xuất bản các bài viết ủng hộ quan điểm của Trung Quốc. Một điều chắc chắn rằng các quốc gia và dư luận thế giới từ trước tới nay chưa bao giờ công nhận yêu sách, đường lưỡi bò chiến đoạn, phi lý và vô căn cứ của Trung Quốc. Mới đây nhất trong báo cáo Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy tầm nhìn chung công bố hôm 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chủ quyền dựa vào bản đồ đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố trên Biển Đông là vô căn cứ, phi pháp và bất hợp lý. Căn cứ pháp lý duy nhất mà Trung Quốc viện dẫn để đòi chủ quyền trên Biển Đông cũng bị Tòa trọng tài thường trực PCA cắt cứ vào UNCLOS năm 1982, bác bỏ trong phán quyết đưa ra hồi tháng 7 năm 2016 trong vụ kiện Trung Quốc của Philippines. Tuy nhiên, bất chấp những sự thật hiển nhiên đó, Trung Quốc tiếp tục đòi chủ quyền phi lý và phi pháp, để biến những vùng biển hoàn toàn nằm thuộc chủ quyền của nước khác và hoàn toàn không có tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ cho biết, sự kiện các tàu chiến Trung Quốc ngụy trang thành những tàu cá để lính giả dạng ngư dân đổ bộ lên một số đảo ở phía tây quần đảo Hoàng Sa bị Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tóm gọn, đưa về giam tại Đà Nẵng năm 1959 và sau đó được phóng thích qua đường Hồng Thập Tự quốc tế, là một minh chứng sống động về chiến thuật vùng xám. Tiếp đến vào thời điểm năm 1975, trước khi lực lượng Hải quân Giải phóng Nhân dân miền Nam Việt Nam ra tiếp quản quần đảo Trường Sa, nhiều tàu cá của Trung Quốc cũng được huy động tiến xuống hoạt động quanh quần để sẵn sàng bí mật đổ bộ, xâm chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bộ của họ không thành bởi vì lá cờ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã được Hải quân Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam phất cao ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp quản các đảo do lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa đóng giữ, quản lý. Tiếp đến, để thực hiện một bước tiến mới về phía Nam Biển Đông, vào năm 1985, Trung Quốc đã thành lập lực lượng dân quân biển ở thị trấn Tân Môn, tỉnh Hải Nam, để tham gia chiến dịch đánh chiếm các bãi cạn ở phía tây quần đảo Trường Sa vào năm 1988 và bãi cạn Scarborough năm 2012 với khẩu hiệu Phát triển Trường Sa, đánh bắt cá đi đầu. Năm 1988, ngay sau khi đánh chiếm các bãi cạn phía tây quần đảo Trường Sa, Trung Quốc triển khai đầu tư xây dựng, biến các bãi cạn thành các đảo nhân tạo và xây dựng các căn cứ hậu cần cho các tàu thuộc lực lượng dân quân biển của họ thường xuyên hoạt động ở khu vực Trường Sa. Năm 1991, nhiều tàu cá Trung Quốc được huy động xuống hoạt động tại khu vực được gọi là ngư trường phía Tây Nam, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Năm 1994, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc xuất bản tập bản đồ ngư trường, trong đó có 10 ngư trường ở Biển Đông. Năm 2000, lực lượng dân quân biển của Trung Quốc được huy động xuống Biển Đông nhiều hơn các năm trước đây, như tham gia vào vụ điều hướng di chuyển của tàu USNS Impact Cable của Hải quân Mỹ, các cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam, Viking 2 và Bình Minh 02 là lực lượng chủ yếu của chiến dịch đánh chiếm bãi cạn Scarborough vào năm 2012. Năm 2013, đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm và động viên lực lượng dân quân biển ở Tan Men, được coi là hình mẫu để các đơn vị khác noi theo. Kể từ đó, vai trò của lực lượng dân quân biển được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, để trở thành đội quân tiên phong tiến xuống phía Nam Biển Đông bằng chiến thuật vùng xám. Và tháng 6 năm 2021, khoảng 240 tàu cá của lực lượng dân quân biển Trung Quốc đã neo đậu gần đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Số tàu này bật đèn cả đêm mà không có hoạt động đánh bắt nào. Đặc biệt là gần đây, tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến hành uy hiếp bằng cách phun vòi rồng vào các tàu của Philippines đang làm nhiệm vụ ở trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Chính là những bước tiến mới trong việc triển khai chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Để thực hiện quyết tâm chiến lược trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc sử dụng các loại vũ khí mềm để thực thi chiến thuật vùng xám. Lực lượng xung kích của chiến thuật vùng xám chủ yếu là lực lượng dân quân biển, lực lượng hải cảnh, lực lượng tàu chiến được cải trang thành tàu đánh cá. Để biện minh cho những mũi tiến công mềm này, Trung Quốc còn đẩy mạnh công tác truyền thông quốc tế và đặc biệt tiến hành hợp thức hóa bằng các quyết định hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, điều hiển nhiên là chiến thuật vùng xám mà Trung Quốc đang thực hiện trong Biển Đông trong bối cảnh hiện nay đã khẳng định chiến lược độc chiếm Biển Đông, dùng Biển Đông làm bàn đạp vượt lên tranh giành vị thế siêu cường quốc tế trong cuộc đối đầu chiến lược Mỹ-Trung là nhất quán và không hề thay đổi. Điều này rõ ràng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven Biển Đông, có tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, phát triển của các nước trong khu vực. Tham vọng độc chiếm Biển Đông đã sinh ra chiến thuật vùng xám, và việc Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh vượt trội của mình để đạt lợi ích khiến nguy cơ đối đầu va chạm trên biển gia tăng, tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh trong khu vực. Các quốc gia khu vực và thế giới đều có lợi ích gắn liền với Biển Đông. Do vậy, thúc đẩy trật tự dựa trên luật pháp, nhất là tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là ASEAN phải giữ vai trò trung tâm đoàn kết. Chỉ khi tiếng nói cộng đồng quốc tế thật mạnh mẽ, đồng lòng, lối hành xử đi ngược luật pháp quốc tế, ASEAN sẽ lạc lõng và thất bại. Chứ còn nói thật, nếu mấy ông ASEAN vẫn chơi kiểu ăn cây nào, rau cây nấy, chả chịu liên kết với nhau để chống bá quyền Trung Quốc thì khó lắm. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Và cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.